Chào các bạn đến với vlog số 9 của tôi. Lời đầu tiên, Hoàng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh guitar của tôi trong thời gian qua. Và nếu như các bạn có những câu hỏi gì về âm nhạc cũng như về guitar thì các bạn hãy hỏi ở phía dưới nhé. Khi nào có nhiều câu hỏi giống nhau thì tôi sẽ làm một chủ đề và trả lời ở trên này. Các bạn có biết là tôi đã đọc tất cả những comment của các bạn và tôi nhấn like. Cho nên nếu như các bạn thấy những đóng góp của các bạn mà có một like thì đó chính là tôi. Và nếu mà có nhiều hơn một like thì đã có người khác like những cái ý kiến của các bạn. Và vì quá bận rộn cho nên tôi chưa trả lời cho từng bạn ở đó được, các bạn thông cảm nhé. Vì nếu như trả lời cho từng người ở đó thì rất là nhiều thời gian. Và vì mỗi ngày tôi không có nhiều thời gian cho nên tôi cố gắng cái thời gian rảnh đó là tôi phải làm video để cho các bạn. Và trở lại chủ đề của ngày hôm nay thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mẹo để cho các bạn nhớ được tên của các nốt nhạc trên cần đàn guitar. Thì các bạn chỉ cần nhớ tên, có khái niệm như vậy thôi chứ không đòi hỏi các bạn phải thuộc lầu hay là các bạn phải biết nó nằm chính xác ở đâu trên khuôn nhạc. Các bạn có khái niệm như vậy và nhớ tên những nốt nhạc đó dùng vào việc gì thì các bạn hãy xem những video kế tiếp của tôi nhé. Cũng như là tôi nói với các bạn học thuộc lòng nốt ở dây số 6 và sau đó tôi hướng dẫn cho các bạn cách dò tông. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Như chúng ta biết, âm nhạc gồm có 7 nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si và 7 chữ cái dùng để làm ký hiệu cho 7 nốt nhạc đó là A, B, C, D, E, F, G, tương ứng như ở bảng trên này. Và đàn guitar của chúng ta thì có 6 dây, thứ tự các dây đếm từ dưới lên trên. Đây là dây số 1 và trên này là dây số 6. Đây là hình cây đàn guitar của chúng ta. Dây số 1 nằm phía dưới và đây là dây số 6. Bước 1, các bạn phải thuộc tên của các dây đàn. Và tên của dây đàn từ dây số 6 xuống dây số 1 như sau. Đó là dây Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Không có dây Đô và dây Fa. Và để nhớ được tên của 6 sợi dây đàn thì từ cái chữ cái này các bạn hãy nghĩ ra cho mình một cái câu gì đó để cho các bạn dễ nhớ. Nếu như bạn nào biết tiếng Anh thì chúng ta có thể đặt cái câu gì đó từ dây số 6 xuống dây số 1. Ví dụ như là Elephant and dog got big ear. Nên là con voi với con chó thì nó có cái tai to. Hay là Eat all day get big easy, kể là ăn cả ngày thì mọc. Còn tiếng Việt thì các bạn có thể tự nghĩ ra câu nào đó cho riêng mình. Ví dụ như là em bắt gặp gì gì đó thì bắt các bạn tự nghĩ ra. Còn bây giờ chúng ta đi vào đàn guitar. Đàn guitar của chúng ta đây là dây số 6, dây Mi. Nếu các bạn đã biết nốt ở dây số 6 thì các bạn phải biết nốt ở dây số 1. Vì hai dây này đều là dây Mi. Đây là dây Mi. Đây là nốt Fa. Thì đây cũng là nốt Fa. Nếu dây số 6 đây là nốt Sol, ngăn số 3 thì dây số 1 đây cũng là nốt Sol. Tương tự như vậy. Mà dây số 6 các bạn đã biết rồi vì lần trước các bạn đã học thuộc được chúng ta dò tông. Và khi các bạn đã biết nốt ở dây số 6 thì các bạn sẽ biết được nốt ở dây số 4 bằng công thức quãng 8. Ví dụ đây là nốt Fa thì dây số 4 đây cũng là nốt Fa. Các bạn bỏ một dây số 5 ở giữa và cách nhau một ngăn. Đây là ngăn số 1 thì dây số 4 sẽ là ngăn số 3. Fa, Fa. Cứ như vậy các bạn di chuyển lên. Ví dụ đây là ngăn số 3 là Sol thì ngăn số 5 của dây số 4 sẽ là Sol, Sol. Ví dụ La, 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 La. Vậy chúng ta đã biết được 3 dây. Dây số 6, dây số 1 và dây số 4. Kế tiếp các bạn sẽ học nốt ở dây số 5. Đó là dây La. Dây số 5 rất là quan trọng nha các bạn. Hai sợi dây quan trọng nhất của đàn guitar mà các bạn phải thuộc đó là dây số 5 và dây số 6. Vì hai sợi dây đó thì các bạn phải suy ra tất cả các thế bấm của hợp âm và âm dài. Các bạn nhớ nha, dây số 5 và dây số 6. Các bạn chỉ cần học thuộc lòng nốt ở dây số 5 và dây số 6 thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách suy ra tất cả các hợp âm và âm dài dựa vào hai dây đó. Và khi các bạn biết được dây số 5, ví dụ đây là dây La, đây là nốt Si, đây là nốt Đô, thì tương tự công thức quãng 8 thì các bạn sẽ suy ra được nốt ở dây số 3. Đây là Đô, Đô, giống y như là dây số 6 với dây số 4. Thì đây là dây số 5 và dây số 3. Lên ngăn
số 5 đây là rê rê. Vậy các bạn đã được dây số 6, dây số 1, dây số 4, dây số 5, dây số 3. Kế tiếp đó là các bạn chỉ cần học dây số 2 nữa là xong, đó là dây C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nếu như các bạn không muốn học nữa thì các bạn có thể suy ra theo công thức quãng 8 từ dây số 4 xuống dây số 2, nhưng lúc này không cắt một ngăn như thế này mà còn là cắt hai ngăn. Có nghĩa là nếu như nốt này ở ngăn dây số 4 ngăn số 3 thì cái này phải là ngăn số 6 và Fa. Ví dụ đây là Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol. Đến đây thì các bạn đã có khái niệm về nốt trên đàn guitar chưa? Không cần các bạn phải thuộc lầu nốt đó là nốt gì ngay lập tức. Các bạn chỉ cần có khái niệm để suy ra. Và công thức quãng 8 rất là quan trọng, sau này áp dụng rất là nhiều. Các bạn nhớ nhé, khi các bạn đánh một nốt thì các bạn nhớ là suy ra quãng 8 của nó nằm chỗ nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp.